Xin chào tất cả các em. Xin mời các em chúng ta cùng tiếp tục đến với phần review one. Ở phần này chúng ta sẽ ôn tập lại tất cả các kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kỳ 1 liên quan đến Unit 1 and Unit 5. Chúng ta sẽ ôn từ Unit 1 đến Unit 5. Bây giờ xin mời tất cả các em chúng ta cùng bắt đầu bước vào bài học nhé. Number one, listen and dig. Review 1. Page 40. Activity 1. Listen and tick. 1. Where are you from? I'm from Japan. 2. Can he roller skate? Yes, he can. 3. When's your birthday? It's in April. 4. What do you do on Fridays? I listen to music. 5. What time do you have breakfast? At 6:45. Em đã nghe xong. Xin mời các em cùng đến với exercise 2. Ask an answer. Ở phần này chúng ta hỏi trả lời. Number 1. What time do you go to school? Bạn đi học lúc mấy giờ? Vậy chúng ta sẽ trả lời đây là I go to school at 7:30. Lúc 7:30 ạ. Tiếp theo, number 2, what do you want to drink? Bạn muốn uống cái gì? I want some lemonade. Lemonade. Number 3, where is she from? Cậu ấy đến từ đâu? Chúng ta sẽ trả lời. He's from America. Number 4, can you cook? Bạn có thể nấu ăn không? Có ạ. Vậy chúng ta trả lời. Yes, I can. Bây giờ, xin mời các em cùng đến với bài tập tiếp theo. Number 3, read and match. Ở phần này chúng ta sẽ đọc và nối ạ. Number 1, what time is it? Bây giờ là mấy giờ rồi? Vậy chúng ta sẽ nối với câu C. It's 12 o'clock, 12 giờ. Number 2, where's she from? Cô ấy đến từ đâu? She's from Malaysia. Cô ấy đến từ Malaysia. Number 3, when's your birthday? Sinh nhật của bạn là vào ngày nào? Khi nào? Vậy chúng ta sẽ trả lời. It's in April, vào tháng 4. Number 4, what day is it today? Hôm nay là ngày mấy? E, it's Tuesday. Number 5, what do you want to eat? A, I want some bread. Bây giờ, xin mời các em cùng đến với exercise 4, read and complete. Ở phần này, chúng ta hãy đọc và chúng ta hoàn thành nhé. My name is Ben. I am 9 years old. I'm from Australia. I am a pupil at Rose Primary School. I go to school from Mondays to Fridays. I like sports and music. I play football on Tuesdays. I play the guitar on Wednesdays. At the weekend, I stay at home and do housework. Tên của tớ là Ben, tớ 9 tuổi, tớ đến từ Australia. Tớ là một học sinh ở trường cấp 1 Rose. Tớ đi đến trường từ các ngày thứ 2 đến thứ 6. Tớ thích thể thao và âm nhạc. Tớ chơi bóng đá vào các ngày thứ 3. Tớ chơi đàn vào các ngày thứ 4. Vào ngày cuối tuần thì tớ ở nhà và làm công việc nhà. Bây giờ chúng ta sẽ điền các từ còn thiếu vào các cái vị trí này. This is Ben. Đây là Ben. He is from. Cậu ấy đến từ Australia. He is at school from Mondays to Friday. Bạn ấy đi học từ các ngày thứ 2 đến thứ 6 ạ.
His hobbies are sport and music. He can play football. He can play the guitar. Bạn ấy cũng có thể chơi được đàn guitar. He is at home at the weekend, ngày cuối tuần, the Saturday. Number five, let's write. I have a friend. Her name is Anne. She is from Ở đây thì cái lá cờ này chúng ta sẽ phải dở lại, lục lại kiến thức đúng không ạ? Xem là cô ấy đến từ quốc gia nào thì chúng ta sẽ phải ôn tập lại. Ví dụ nhá, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách ôn tập. Nếu mà cô ấy đến từ quốc gia thì chúng ta sẽ ôn lại lá cờ nhá. Đấy, chúng ta sẽ ôn tập lại các cái lá cờ. Ví dụ cái quốc gia đấy mà chúng ta chưa biết thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm về thông tin các quốc gia nhé. Rồi, ví dụ ở đây là her birthday is in April thì chúng ta sẽ điền vào đây. She can sing and draw but she can't roller skate. Vậy thì chúng ta hãy điền tên các cái thông tin vào đây. Phần này coi như là một phần cô sẽ đồ các bạn. Cô sẽ chỉ đọc và gợi ý các thông tin. Còn các bạn hãy nhìn bức tranh và điền các từ vào đây nhé. Hẹn gặp lại các em trong phần học tiếp theo là Extension Activities, hoạt động mở rộng.